OK, xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Chúng ta tiếp tục phân tích Bitcoin ha. Thì ngày hôm qua mình có một cái lệnh long Bitcoin theo cái mô hình bullish pennant. Mô hình bullish pennant thì nó thông thường đây là mẫu hình tiếp tục tiếp diễn tăng giá. Nó sẽ có hai cái như là lúc trước mấy buổi trước mình có phân tích Bitcoin là khi mà nó tăng lên nó sẽ sideways, thì nó sẽ sideways một là theo cái mẫu hình bull flag, tức là cái cờ hiệu tăng giá như thế này, cờ hiệu tăng giá nhưng mà cái giá nó chỉ xuống, nó sẽ đi đây là mô hình bull flag. Bull flag và bullish pennant, hai cái này cái mô hình nó giống nhau và trade nó cũng giống nhau y chang. Thì nó sẽ khi mà một trend có một trend tăng thì đến một cái điểm nào đó nó sẽ bắt đầu nó sideways. Nó sideways thì nó sẽ sideways theo một trong hai mẫu hình này. Rất là xảy ra rất là nhiều. Ok, thì khi mà mình phân tích thì mình cũng tới những cái điểm đó, mình luôn luôn chỉ ra những cái chỗ nó sideways. Đây là một cái bull flag. Ok, thì cái cách trade hôm qua chúng ta có trade thì mình có hai cách trade. Một là đợi nó break out và mình mua break out stop loss ở dưới cái đáy của ngay chỗ cái đáy này. Đó là hai cách mua, một là cách mua như vậy. Cách mua thứ hai là như mình làm hôm qua, là mình mua sớm á, bởi vì này nó cũng là một trong những cái mô hình của sóng Elliott, thì mua ngay đây khi mà nó chưa break. Stop loss của mình là dưới sóng C, nó là A B C D E. Thì E này thông thường nếu như mà ai biết sóng Elliott thì E này nó sẽ không có đụng cái cạnh dưới, mà nó tới đây là nó hết rồi. Thì chúng ta mua và đặt stop loss đây rất là an toàn ở dưới C, bởi vì trường hợp nó sẽ có râu xuống để mà nó giết, nó tìm thanh khoản á, mình nói nó giết nhưng mà thật ra là nó tìm thanh khoản để mà nó tăng lên. Target của mình ở đâu? Target của mình thì thông thường trong sách họ nói là từ cái pole, tức là cái thân của lá cờ, thì mình sẽ kéo lên đây, thì target nó nằm ở đây. Như vậy thì nếu như mà Bitcoin tùy theo mình tính cái pole nó nằm ở đâu, nếu như mà cái pole nó nằm ở đây thì target của mình là sẽ đâu đó trên đây. Nếu như mà cái pole nó nằm, mình tính từ cái điểm bắt đầu ở đây thì target của mình nó sẽ lên tuốt trên đây. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ phân tích coi cái target nào nó sẽ phù hợp. Ở đây nếu như mà phân tích về sóng Elliott, khoan bây giờ chúng ta sẽ xem về indicator trước. Ở đây chúng ta có RSI. Mình nhìn RSI ở đây, nó đang chỉ xuống, đúng không? RSI đang hướng xuống. Còn bên giá thì nó đang đi ngang và nó có chiều hướng là đi lên, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ thấy cái sự hội tụ ở đây, thì mình phải cẩn thận ở đây, những cái lệnh long của mình phải cẩn thận đây, bởi vì có khả năng là nó sẽ đảo chiều. Trường hợp thứ hai là trên RSI, khi mình kẻ như vậy nè cho các bạn dễ thấy, nó là một cái bull flat ở RSI. Đây cái chân cờ đây thì nó bull flat, khi mà nó break ra khỏi cái bull flat nó sẽ tăng, tiếp tục tăng, nó sẽ còn tăng một đợt nữa. Như vậy lúc nào chúng ta cũng phải thận trọng, bởi vì trading là chúng ta tìm một cái xác suất xảy ra nhiều nhất. Ok, quay về phân tích sóng Elliott thì ở đây chúng ta ngay cái vùng sideways sóng 4. Sideways sóng 4 thì chúng ta sẽ có tam giác hoặc là nó flat out, nó gọi là nó flat out, sau đó nó tăng lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ có hai kịch bản. Thứ nhất là sóng 4 đã kết thúc ngay ở tại ngay đây rồi. Kết thúc xong rồi thì bây giờ chúng ta đang chạy sóng 5. Như vậy nếu như mà chạy sóng 5, bỏ này đi,
Nếu như mà chạy sóng 5 thì chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. Mình phải đo nha, mình không có đếm được ở đây. 1. Thì sóng 3 nó phải vượt qua 1.618 hồi về sóng 4, và sau đó sóng 5 sẽ lên cái vùng 2.618. Thì nó cũng gần với lại cái target 13.000, 12.900 nè, 13.500, thì nó đâu đó nó trùng với lại cái pole dài ở đây. Trường hợp thứ hai là ở đây mình có bắt đầu từ đây 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta đo ở đây nha. Đây nó có thể về vùng 3.618, 12.362. Như vậy cái đường màu cam này thì nó confluence với lại cái pole ngắn này, cái pole màu cam này mình đổ vào màu cam. Cái màu cam này cái target của nó ngắn hơn và nó lại confluence với lại cái target trước giờ của mình, đếm cái sóng 5 này là vùng 12.200, 12.200. Như vậy thì sẽ có hai kịch bản xảy ra, nó khác nhau về cái target thôi, một cái dài một cái ngắn. Và cái kịch bản thứ ba là cái sóng 4 này nó chưa kết thúc. Xóa này đi cho bớt rối nha. Một trường hợp xảy ra sóng 4 này chưa kết thúc. Nếu như làm sao chúng ta biết sóng 4 này chưa kết thúc? Vì ở đây là, nếu như ở đây là điểm bắt đầu của sóng 1 hoặc là ở đây là bắt đầu sóng 1, thì ở đây mình có cái trend line như thế này. Thì khi này nó giảm qua cái sóng 1 nè, giảm về cái vùng này, thì cái sóng 4 này nó chưa có kết thúc, và ở đây không phải là bắt đầu của sóng 5, và đây không phải là cái mô hình pennant, không phải là cái tam giác này nó fail, nên bởi vì nó break out ra xong rồi nó fail, nó quay ngược về ở trong lòng của cái tam giác này. Thì đây là trường hợp bearish xảy ra. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai cái setup. Trường hợp setup thứ nhất là chúng ta sẽ bắt đầu mua lại, long lại ngay tại đây. Stop loss của mình ở dưới đây, bởi vì đây là vô hiệu hóa thì khoảng 4%, canh sao cho nó 4% cho nó đẹp. Ok, target của mình, target trước nhất là 12.220 cho nó an toàn. Lên tới đó chúng ta sẽ dời stop loss và chúng ta chốt bớt. Đó là một cái lệnh long ngày hôm nay. Trường hợp thứ hai mà nó fail, nó break qua đây luôn và nó rớt về dưới cái vùng 10.820, chúng ta sẽ set up lại một cái lệnh long tiếp tục ở cái vùng dưới đây để mà cho nó lên sóng 5. Thì stop loss của mình dưới cái này, nhưng mà lệnh này khi mà trong trường hợp sóng 4 chưa kết thúc thì chúng ta sẽ tiếp tục long một lệnh lên dưới đây để mà lên sóng 5 tiếp tục, bởi vì nó chưa hoàn thành. Còn trường hợp bây giờ nó đã tăng lên đây, nó đã tăng lên trên rồi, nó đi được nửa đường, ví dụ như vậy, nó đi được nửa đường nhưng mà tới đây bắt đầu nó mới rớt xuống, thì chúng ta sẽ không long nữa, bởi vì nó đã lên. Thì cái trường hợp xảy ra đó là sóng 5 cục, nó là ending diagonal, thì chúng ta sẽ không long nữa, chúng ta sẽ quay qua chúng ta short. Có khả năng này mình cần một cái điểm cao hơn nữa, bởi vì mình cần cần ở đây nó có một thêm một cái sóng ở đâu đâu đó trên đây nữa. Còn nếu như ở đây thì nó quá cụt, là quá ngắn. Thêm một kịch bản này xảy ra thì chúng ta sẽ không long nữa, bởi vì long đây là mình không được bao nhiêu hết,
nhưng mà rất là rủi ro cao, bởi vì ở đây nó có thể là nó giảm rất là mạnh, nó giảm xuống tuốt về cái vùng dưới đây luôn nha. Ok, như vậy là mình có kịch bản này, và kịch bản này sẽ cẩn trọng khi mà chúng ta thấy được những cái, có thêm được những cái dữ liệu, thì chúng ta sẽ có rất là, có tất cả các kịch bản trong đầu để thị trường nó đi đến đâu chúng ta sẽ có cái mà chúng ta lấy ra để mà phản ứng với thị trường. Ok, đã 10 phút rồi. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại trong một cái video tiếp theo.